kính chào quý vị và khán giả đã đến với bản tin Chất lượng và Cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về thông tin đối ngoại nhân dân. Chống ùn tắc các tuyến đường trọng điểm cửa ngõ thủ đô. Đảm bảo an toàn giao thông hàng không dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Giao thông thủ đô trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Thưa quý vị, trong 2 ngày, Liên Hiệp hội Việt Nam phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân cho các đơn vị trực thuộc thành công tốt đẹp. Chương trình diễn ra thu hút đông đảo đội ngũ làm công tác đối ngoại của các đơn vị thuộc hệ thống Liên Hiệp hội Việt Nam. Tại đây, các chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên có nhiều kinh nghiệm đã chia sẻ các chuyên đề như sau. Thứ nhất, các thách thức an ninh trên Biển Đông và chủ trương chính sách của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chuyên đề 2, cập nhật tình hình quốc tế, khu vực và các vấn đề trong triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam. Chuyên đề 3, quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, giải đáp một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng quyết định 06/2020, quyết định của Thủ tướng Chính phủ như về định nghĩa, khái niệm, phạm vi, quy trình, thủ tục, điều kiện để tổ chức hội nghị quốc tế do các tổ chức ngoài công lập triển khai. Đây là chương trình được tổ chức trong khuôn khổ đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân. Là một trong những hoạt động thiết thực được tổ chức cung cấp những thông tin hữu ích, góc nhìn đa chiều về kỹ năng đối ngoại nhân dân. Thông qua chương trình nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ và những người làm báo nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thông tin đối ngoại. Thưa quý vị, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ làm việc trong ngày nghỉ, bố trí lực lượng chốt trực phân luồng, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố giao thông, nhất là các cửa ngõ lớn của thủ đô. Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ bố trí lực lượng chốt trực phân luồng, xử lý vi phạm và giải quyết sự cố giao thông tại 57 vị trí. Thời gian vừa qua, lực lượng thanh tra giao thông đã giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 1A để đảm bảo an toàn và chống ùn tắc giao thông, phục vụ người dân đi lại thuận lợi trong dịp nghỉ lễ. Thanh tra sở đã xây dựng các kế hoạch để giao cho 34 cái đơn vị trực thuộc thanh tra trên 30 quận huyện, thị xã và trên địa bàn của thành phố để tập trung vào thực hiện các cái nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Và cụ thể là về cái công tác về giải tỏa các cái vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố như hành lang an toàn giao thông đường bộ. Mỗi đó là những cái nhiệm vụ rất là trọng tâm và then chốt để đảm bảo cho đường thông hè thoáng đấy, và cái giảm được các cái hạn chế về cái tầm nhìn của người điều khiển phương tiện cũng như là cái sự ùn ứ giao thông tại các cái trục tuyến mà có cái mật độ giao thông tăng rất là cao. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tập trung vào cái công tác kiểm tra xử lý các cái vi phạm về các cái lĩnh vực vận tải, về đường bộ, về đường thủy nội địa. Nhưng mà cái chính là nó sẽ tập trung về trong các cái lĩnh vực về vận tải hành khách và tại các cái bến xe. Thì đối với lĩnh vực này thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng là kiểm tra, tổng kiểm tra tất cả các cái phương tiện là trước khi xuất bến là phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn về phương tiện, về người lái đấy, và các cái dịch vụ về phòng chống dịch để đảm bảo làm sao mà không để cho người dân là sẽ phải ở lại bến trong cái dịp nghỉ này. Từ kế hoạch của thanh tra sở, các đội thanh tra quận, huyện đã bố trí lực lượng phối hợp cùng phân luồng, chống ùn tắc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố ở các vị trí thanh tra sở đã xác định tại các bến xe liên tỉnh, tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ thủ đô. Huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự giao thông và trật tự đô thị. Thưa quý vị, các cảng hàng không triển khai hàng loạt biện pháp phục vụ việc đi lại của hành khách trong dịp cao điểm lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang triển khai hàng loạt biện pháp để phục vụ việc đi lại của hành khách trong dịp cao điểm lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới. Ngay tại thời điểm này, các lực lượng trong sân bay đã huy động 100% quân số ứng trực. Tại ga quốc tế, áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát xuất nhập cảnh như lắp đặt các hệ thống cửa kiểm soát tự động,
và cài đặt phần mềm phục vụ cho việc kiểm soát hộ chiếu điện tử gắn chip mới. Để giảm tải áp lực về giao thông, cảng sẽ tiếp tục sử dụng bãi đệm taxi tạm trong dịp lễ, đồng thời sắp xếp lại các loại xe công nghệ, xe taxi, xe hợp đồng, xe cá nhân và xe buýt để phục vụ tốt nhất và triển khai công tác phòng chống dịch trong đợt cao điểm. Đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được triển khai tại đây, như yêu cầu thực hiện 2K, phòng chống tiếp xúc và phun khử khuẩn. Còn tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khu vực soi chiếu an ninh đã được mở thêm để phục vụ lượng hành khách dự báo sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Thưa quý vị, để chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương giáp danh thủ đô đã chủ động các phương án phân luồng giao thông từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ ra vào thủ đô. Theo đó, có một số phương án phân phối phân luồng giải quyết ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội đã được Cục Cảnh sát Giao thông thông tin tới các cơ quan truyền thông. Đối với Thanh tra Sở Giao thông Hà Nội, lập phương án đảm bảo an toàn giao thông, dự báo các điểm đen, điểm ùn tắc và có kế hoạch giải tỏa khi xảy ra sự cố, phối hợp với Công an thành phố, Công an các quận, huyện, thị xã và chính quyền địa phương để xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị, gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là xung quanh các bến xe khách trên địa bàn. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, xác định cụ thể điểm dễ gây ùn ứ giao thông và nguyên nhân dẫn đến ùn ứ giao thông. Đồng thời, độ huy động tối đa quân số tập trung tại các điểm dễ gây ùn ứ, điểm giao cắt ngã ba, ngã tư, có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý và hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, khu vực được dự báo có lực lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi đóng góp phản hồi, quý vị vui lòng gửi về tòa soạn số 214, ngõ 22, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 9/7, đường 56, khu dân cư Tân Quy Đông, khu phố 2, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-3574-7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!